alo alo chiến của clan Happy Cream hay là của team Happy Cream nói chung. Thì hôm nay thì có một điều đặc biệt, đó chính là team của mình đã đi đến một cái quyết định rất là to lớn, đó chính là anh em quyết định là hiến máu nhân đạo và sở hữu mỗi người một khẩu súng AK Platinum. Thì sau đây sẽ là cuộc alo alo chiến với khẩu súng huyền thoại này. Thì anh em có gì chào hỏi thì lên tiếng đi nhỉ. Tôi Dũng Henry xin chào tất cả anh em nhé. Rồi như vậy là X Phương chưa thấy lên tiếng. Chào tất cả anh em nhé. Cho tôi được không? Cho tôi được cầm vì vợ tôi đang ngủ. Tôi vẫn như mọi hôm xin phép được cầm. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu rank với team AK Platinum. Thì sắp tới đây thì mình sẽ lập một tổ đội này chỉ sử dụng khẩu AK thôi. Đây chắc là vũ khí cuối cùng rồi. Đắc cờ lai bây giờ mất giá rồi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến. Úi giời ơi. Chế độ đặt bom. Ăn hùng. Cái map đền của yếu. Chắc là yếu quá. Băng bom sang ai em ơi? Sang đế hết à? Thế quay 4 trận. 4 trận đây. 4 trận không đủ độ thời lượng của video. Anh chỉ quay trận này nhanh. Trận này nhanh. 3 trận rồi. 4 trận đây. Hai ba ô cái gì ấy? Em ơi, nhanh chó, nhanh chó. Đằng sau ấy. Chào mọi người, Happy Halloween. Chào các bạn. Rồi hay lắm, như vậy là chúng ta đang đến với màn hình của X Phương. Anh ta đang tỉa một cái thanh niên nào đó đứng từ rất xa. Và một cái headshot dành cho thanh niên X Phương. Rồi. Tết nhất đến nơi rồi, chẳng phải tiện nơi. Có nghe làm ăn hết bạn thế. Không đặt bom à? Rồi xong luôn. Vậy à, hai trận đấu đã kết thúc mà. À quên, hai trận đấu kết thúc nhưng tôi chưa làm được cái mạng nào mà. Anh em đang con mình rất là đông bạn. Bật không qua nhưng mà Có biến à? Có biến. Mà đấy là tình trạng tốc của cậu tướng này. Đúng là tốc bàn phờ rồi. Chưa quen lắm. Phương đã làm dưới lòng súng Peter. Bay rồi. Thanh niên đây rồi. Quá ngon. 4 trận này anh Tuấn à. Cứ để xem đã, cứ đổ dài tới như thế nào đã. Nếu dài quá thì rồi. Anh quyết định cho. Anh quyết định chơi rồi. Nha. Rồi. Ok. Chú sắp xếp. Đi chùa. Đi chùa. Đi xả điện đấy. Bị vợ ganh. Nó đu phủ mắt này. Rồi cái mắt trên đường của cháu nào. Trời gặp là ngon quá. Đang gì đây? Đang gì? Đang yếu. Lại rồi một màn gọi là màn áp rất là vô nhân đạo. Trời ơi. Rồi như vậy là tình huống mà mình không miếng thương mạng nào cả. Đồ ăn hết. Đồ quá nhanh rồi. Ui giời ơi tôi sao.
tường nghe mày. Buồn cơm quá. Còn mỗi bước hẹn gì rồi. Lùa mốc nhá. Mốc. Trời ơi, cái đi đi rồi gặp. Tình huống hổ báo lao lên rồi. Bốn thanh niên chạy đi chứ. Đi check xem, ơi, check xem, xem. Đấy, đấy, kìa, kìa, kìa. Thôi, giải quyết dễ rồi, clipper. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Rồi, hay lắm. Hình như là tình huống đục tường các bạn ạ. Đâu rồi, chú Mốc có đã thấy thằng nào qua đâu. Nó ở nhà. Cái chuyện mông lung. Thật kia. Thật kia chuyện mông lung nó đứng ở góc mẹ bất bại. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu thứ ba. Vâng. Rồi các bạn thấy tổ đội. Nhìn có gì nhỉ? Tổ đội cầm mã ca và la tiền rất là hổ báo cáo trồn. Tử chó gấu ba đi. Đến chân nơi. Như vậy là mới chỉ gần 7 phút thôi mà team tôi đã hoàn thành xong hai trận đấu rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Map of Orient. Rồi, cái map này xin thử cho anh em. Đúng rồi. Hay, trời ơi. Ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, thanh niên chưa chắc là một map. Được. Úi trời ơi, hay quá. Rồi liên tiếp là những tình huống hết toàn thành cho thanh niên XP. Úi trời, như vậy thanh niên XP trong trận đấu này đang phải sáng. Rồi đã có thanh niên nhận ra XP rồi. Rồi không được chết gì đó, rất là tủi thân. Đi với Tuấn HC mà, HC HC P lỗi thế thì thôi, Tuấn HC đá bộ gì. Ồ, trời ơi. Không thể làm được gì hơn rồi. Giờ nào mình lại làm xuống ấy. Quá tuyệt vời luôn. Chúng ta xỉ ở vậy. Trời ơi, các bạn có thể thấy là cái này không? Nó đi được cái đủ. Thôi sao không? Cao một nha, cao một nha. Đéo ảo khiếp luôn, làm cái gì mình còn có mấy máu. À đấy. Ui. Đéo hiểu bắn cái gì. Ok, như vậy là tôi vừa có việc. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại anh em đây. Anh chết mẹ rồi. Ừ, anh chết rồi. Em đâu hiểu tại sao em mất máu luôn. Tự nhiên còn có 3 máu. Làm sao mà có thể hiểu được. Tao tìm mũi cứu người. Nào. Tiếp tục anh em.
tới. Cái điện thoại. À, trên cao, trên cao. Trong nhà ha nhá. Vươn lên cao luôn. Vươn. Kiểu hạt sinh xuân, hạt sinh xuân. Chín như người ai tiên. Đang lợn vẩn ở ngoài. Thôi chết rồi. Mình phát này không thể ngóc đâu lên nổi. Ơ đủ. Ui dồi ôi, tôi phải bỏ nhét mặt. Cần đi bắn tốt thế nhỉ. Cao, cao xuống rồi, cao lóa xuống. Ok, bây giờ anh chờ ông lúc này. Nên đi chờ làm gì nữa. Nó vào. Đi săn thôi. Rồi, thì ba, như vậy là săn được một thanh niên Hunter V rồi. Mẹ đéo ơi. Ông ném bom kiểu đéo gì. Rồi, xin mạnh tiếp tục là của Hunter Man. Hay quá, tình huống được tường quá là ảo diệu luôn. Ôi. Ở lý cao, cao, nhìn thấy cao. Đối thủ rồi là quay đi. Quá hung ngơ. Thật bá đạo, 1-6. Kinh vồn. Quá nhanh, quá nguy hiểm này. Nghe đây nào. Rồi, đây tiếp tục cái trận đấu thứ tư rồi đúng không? Thứ tư rồi, có trận tư rồi. Lại đang này. Tuổi đấy. Đẹp trai đấy. Rồi. Rồi, team này được. Vẫn là sinh tử. Tháo lòng gôn. Vàng gôn khác nhau. Úi trời ơi, vâng như vậy là một cố gắng không hề nhỏ. Đến chết thì mình vẫn cứ phải cho một thanh niên lên bảng đến số cùng. Tuyệt vời. Như vậy là các bạn vừa thấy màn ăn hết con đến từ thanh niên Đức Phương. Quá tàn nhẫn. Rồi như vậy chỉ còn thanh niên bựa và thanh niên đúng thôi. Rồi tuyệt vời. Như vậy là có tình huống treo máy rồi. Tấn công luôn đi. Cái đồ mù, nó lẽ mù. Anh không mù mà. Rồi, hay quá. Chúng ta có 3 combo rồi làm tướng rồi. Bây giờ chỉ còn thanh niên bựa thôi. Chúng ta cùng đến mà thanh niên bựa. Mà về bắn như khích vậy. Nào, cố lên. Rồi, như vậy là thanh niên Minh đã phải nằm xuống rồi. Thanh niên bựa quá nguy hiểm. Anh tuân mừng lắm mù. Bà đi hai người yếu rồi. Anh bị đục chết rồi. Đấy là chỉ còn thanh niên Úc Phương và thanh niên Dũng rồi. Tuyệt vời. Hay quá, thanh niên Dũng này. Ơ đù. Thi đấu thì tinh thần phải là rất là mãnh liệt. Rồi, bị ép rồi. Nào lên đi. Ừ. Từ từ thôi, họ có 6 lòng họ quạt dễ. Ôi thôi xong. Không thể làm gì hơn.
Đồ được ca. Ôi giời ơi, đập luôn được quả hoàng thế nhỏ ấy. Ôi anh em. Rồi anh em đang rất là phung. Rồi xíu. Ăn ngon. Nào lao lên đi anh em. Rồi, như vậy là có thành tình huống ăn cận chiến của thanh niên Minh dành cho thanh niên Bựa. Một màn xỉ nhục. Đang bắn nói gì? Cho tay nghe. Ôi, sao như vậy các bạn thấy là tình huống tôi vừa cũng có mạng này, quá ngon luôn. À, bảo thanh niên đó ở đâu? Anh Nam vào đi, anh Nam vào đi. Ôi trời ơi. Trời. Trời ơi. Có thằng lúc. Ủa chân nữa à? Chân này mình lỗ ghê thế. Nói chung là trong trận đấu này tôi chỉ đóng vai trò một người huấn luyện viên lãnh đạo anh em đi chiến thắng thôi. Chung là em bắn khẩu này vẫn chưa quen lắm. Đợi lúc bác quen bác cân cả xem vào luôn. Đợi lúc nào quen thì tập kích cho sập. bắn khẩu này hôm qua đang cầm khẩu này bắn khẩu đắc tầm hơn bao nhiêu nhưng mà đắc nó xạ tốc yếu cảm nhận được ngay. Khẩu này bắn hay hơn nhiều. Em toàn cầm khẩu này, em hôm qua em cầm đúng một trận em cầm đắc. Nói chung là đợt này VTC hút máu đúng dịp ấy. Chẳng đéo nào cười đúng là bình máu nhiều. Em cả máu rồi. Em bị dụ dỗ không? Em đéo mua đâu. Nói chung là do ông Phương với thằng Đông hết. Đéo không? Con xin tỉ cái này nhỉ? Cao nhá. Chưa làm gì đâu. Rồi,
Ôi đủ. Nhầm. Nhầm cái gì, nhầm cái gì, nhầm cái gì? Trong cái sống khác. Chắc là thanh niên này muốn khoe súng này. Khoe hả? Đấy là 2M mà. Như vậy còn thanh niên bựa với 15cc, không biết anh ta có thể làm được cái điều gì không? Đúng rồi, nó ở đằng sau kia thôi. Rồi. Sau cũng rất sau. Đâu, lũi nó đằng sau em mà. Cứ em đang tìm thằng đấy à? Ôi dồi ôi, nó mồm ta rồi. Cao đông, đông lắm, cao đông lắm. Ôi dồi ôi, bắn ngáo ngơ quá. Map này giờ thấy cái tù nhá. Ừ, map này mỗi khóa phá mỗi map đặt bom răng làm. Ờ, map răng làm anh thích cái đồi á. Đồi thì thích lắm. Đánh chiến thuật. Đánh chiến thuật thích lắm. Đánh chiến thuật. Hay nhỉ. Ở giữa đây. Cao. Úi giời ơi, vâng, bắn từ đầu đến ít, cuối cùng thanh niên ít cường nhảy ra ăn lốt. Nhỏ. Quá nhỏ. Thầm mã đây anh ạ. Săn anh. Rồi, ngon. Tôi xong rồi. Lao thẳng vào lòng chúng của thanh niên LDB. Vẫn là cái map này tạ. Tạ thật. Và như vậy là chỉ còn thanh niên ít cường thôi. Là cố lên, rồi như vậy là cũng ngả lón ra đi rồi. Thì mình kia chắc chắn tí đi, cho bọn kia nó im như mẹ đi. Nó còn có bom thấm thế. Rồi như vậy tôi lại tử vong rồi. Môi nào mình dưỡng hạ rồi tạ hết. Nào hôm nay gánh chúng ta. Ghê, lên đồng đấy. Được. Một thằng nhảy dưới ấy rồi. Ôi đằng sau. Nhà mình nhá. Dũng mày nhảy lên cao luôn đi. Kè ở trên cao kìa. Đây cửa rồi. Rồi có một bạn gặp nhìn thấy nhau rồi. Rồi tuyệt vời, như vậy thì trong tình huống này thanh niên Dũng tỏa sáng. Ui dồi ăn quả bom thấm thế. Này sao chơi. Ngon. Ôi cho sao. Mẹ đục được một thanh niên thì tôi ăn quả bom. Ôm hận. Xong về nhà mình. Rồi, X-Cron giải quyết được LDV rồi. Còn một thanh niên nữa rồi, không biết là anh ta nấp ở đâu rồi. Rồi, nhìn thấy nhau rồi. Rồi, nhà ló nha, nhà ló. Ở trên cao ấy, nhà X-Cron, nhà cao đi. Nhà ló mà. Rồi. Rồi, đất. Vậy, tỷ số bây giờ là 5-1. Úi mất máu kìa. Mất máu là phải năm trước. Vâng, như vậy là tình huống mất máu vì bom, nhưng mà thế là tôi vẫn có thể mất đến một lượng máu rất là nhiều mới tin được đối thủ. Rồi, như vậy là úi dồi mất máu kìa. Ôi tuyệt vời, như vậy là bữa đã hỗ trợ thành công. Như vậy là tình huống 2-1 tiếp. Dũng thanh cao đi, Dũng.
chưa? Rồi, như vậy là đã giải quyết xong rồi. Nó đi qua mình. Nó đi qua mình quá nhiều. Ờ, như vậy là cái trận alo alo chiến với team ban quản trị cầm khẩu súng AK Platinum đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tới của Happy Green cũng như là những video alo lực chiến tiếp theo. Bye bye. Làm vài trận nữa đi. Anh em ngủ chưa?